Tại sao phụ nữ sau sinh lại suy giảm mạnh nội tiết tố? Thai kỳ là giai đoạn cực kỳ quan trọng đối với bất kỳ một người phụ nữ nào. Bởi vì đây là giai đoạn người phụ nữ sẽ trải qua rất nhiều thay đổi, đặc biệt là thay đổi về hormone. Sau sinh thì hormone estrogen sẽ suy giảm mạnh, đột ngột và nhường chỗ cho hormone bài tiết sữa phát triển. Sau thời kỳ mang thai thì người phụ nữ sẽ bị thụt giảm canxi rất nhiều và mất rất nhiều khí huyết. Khí huyết mất nhiều dẫn tới buồng trứng sẽ không được nuôi dưỡng kịp thời. Nó sẽ đẩy nhanh quá trình lão hóa buồng trứng và kéo theo một loạt các vấn đề liên quan tới sức khỏe và sắc đẹp của chị em phụ nữ sau sinh, như là khô hạn, viêm nhiễm phụ khoa, rối loạn chu kỳ, nám sạm, thần kinh căng thẳng, bốc bạc, khó ngủ, mất ngủ, tăng cân mất kiểm soát. Mách chị em một giải pháp cực kỳ hiệu quả, đó là uống vạn xuân tố nước plus vua nội tiết tố để bảo dưỡng tử cung buồng trứng, phục hồi nội tiết và thể chất sau sinh và cải thiện toàn diện các vấn đề liên quan tới sức khỏe, sắc đẹp cho chị em phụ nữ, giúp cho đời sống vợ chồng được viên mãn hơn.